si mê về cha tăng u ba này hành tí huệ răng tề sằng na sầm ma tí a có chi măng a quá thí măng a chi ni măng a hà si mê về cha tăng u ba này hành tí huệ răng tề sằng na sầm ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cuốc tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A có chi măng á quá thí măng, a chi ní măng á hà si mê, về cha tăng u ba này hành tí, huệ răng tề sằng ná sầm má tí. Nó đánh tôi, nó cuốc tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính linh lễ Đức Phật, con kính linh lễ Giáo Pháp, con kính linh lễ Đức Tăng, con kính linh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đức Tuệ Đức cùng Sư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn câu Phật cú số 3. Ác cốc chí măng, á hoa thí măng, á chí ní măng, a hà xí mê di cha tăng u ba ngày hằng tí quê rằng tê sằng ná sông má tí ác gốc chí măng á quá thí măng á chí ní măng á hà xí mê di cha tăng u ba này hàm tí về rằng tê sằng ná sầm má tí ắc cốc chí măng á quá khí măng á chí ní măng á hà xí mê về cha tăng ú bá này hàm tí về rằng tê sằng ná sầm má tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay, ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời và Sít Trần Đạo, mời Thế An nha, mời Sít Trần Đạo. Sít Trần Đạo có trước máy không? Mời Sít Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tể Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính để cô tu nữ Như Pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Răng Đông, chị Lạc Lê. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 3. À cốc chi măng, à hoa thí măng, à chi na măng, à ha si mê, về cha tăng u bà nay hằng tí, huệ răng tê sang là sấm ma tì. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À cốc chi măng, à hoa thì măng, a chi ni măng, à ha si mê, về cha tăng u bà nay hằng tí, về răng tê sân là sấm ma tì. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nục mạ lắm lời đắng cay,
Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng vui. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Quathana đã bắt bốt bài. Và con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thu lần tay sĩ chân đạo. Thích Tâm Phương thử lên máy cầm mic không? Alo. Dạ cảm ơn sĩ Trần Đạo, sĩ Thu Lâm chỉ biết rõ. Mời sĩ Tâm Phương nha. Thử lên cầm mic coi chập chờn. Mời sĩ Tâm Phương nha. Được rồi, xích Tâm Phương đã rời khỏi room rồi. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia, Kính Đại Lê Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính Đại Lê Trần Tòa Minh Hạnh, Kính Đại Lê Đại Đức Tuệ Đức, Kính chào Cô Tư Nữ Như Pháp cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin được kể kinh Pháp Cú số 3. Cảm ơn xích Đảng Đâm cho biết nhờ. Cốc chi măng, hoa chi măng, a chi ni măng, a ha si mê, ye cha tang upa nai han ti, ve rang te sang na sam ma ti. Ako chi măng, hoa chi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Ye cha tang upa nai han ti, ve rang te sang na sam ma ti. Ako chi mang a wa ti mang, a chi ni mang a ha si me. Ye cha tang upa nai han ti, ve rang te sang na sam ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiền hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bản dịch Ngài Minh Châu. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Gia, con xin được mít. Mời sĩ Lạc Lê nha. Dạ kính cảm ơn Huynh Quathana. Dạ cảm ơn chị Lạng Đông, cái máy sáng đi bị chập chừng quá. Dạ dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng với Cô Tu Nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc cái câu kệ số 3. Dạ mến chào cô Như Pháp ạ. Cát cốt chí măng á quá thi măng á chi ni măng á hà si mê về cha tăng u pa na ấy chẳng tí quê rằng tí tề rằng na sầm ma tí á cốt chí măng á quá thi măng A chi ni măng a cha si mê về cha tăng âu băng u pa na chẳng tí quê rằng tề sằng na sầm ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận thù không thể. Và đó là dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng. Đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ con xin đọc kệ. À cô chi măng à qua thi măng
a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng u pan pan ban a han ti we ram te sam a sam ma te a ko chi măng a qua thi măng a chi ni măng a ha si mê ye tăng u pa ba na han ti we rang te sang na sam ba ti a ko chi mang a wa thi mang a chi ni mang a ha si me ye cha ma tang ba na chan ti we rang te sang na sam ba ti nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi ai ôm hận ai ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể ngôi và bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu nó đánh tôi nó cướp tôi lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay ai mà ôm ấp niệm này lửa lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi và phổ thơ ngày dưới đất và dạ, con đã đọc xong ạ xin mời Su Kim ạ. Dạ, sa thú cô lại lần. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính ơn Đức Phật, con kính ơn giáo pháp, con kính ơn tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chú Tôn Đức, con kính lễ với bà với cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào Quân Quách Thanh Ná, cô Cẩm Vân, Sức Rạng Đông, cùng vị thân hữu trong đạo tràng. Dạ con cảm ơn Quynh Quách Thanh Ná đã phát bài. Dạ con xin đọc câu Phật cú số 3. Ác cốc chi măng a quá thi măng a chi ni măng a hà si mê dê cha tăng u pa dê cha tăng u pa nã upa nay yang ti we rang te sang na sam ma ti ak ko chi mang a wa thi mang a chi ni mang a ha si me ye cha tang upa nay yang ti we rang te sang na sam ma ti nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi có tôi ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi và dạ, bằng dịch của hòa thượng Thích Minh Châu nó đánh nó cướp tôi lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay ai mà ôm ấp niệm này lửa phiền thiêu đốt thắng dạ bằng phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc dạ con cảm ơn sư Tận Đông. Dạ con xin kể. Dạ con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh ạ. Dạ ác cốc chi măng a quá thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng u pa nay dân tì quê răng tê sân na sâm ma tì ăn công chi măng a quá thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng u pa nay dân tì quê răng tê sân na samati
Dạ con đã đọc và kể xong, con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và kính cảm ơn quý thân hữu đã cho con tín hiệu của. Dạ con xin kính lên lễ cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ con xin xuống mít và kính mời một vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ sa thủ sa thủ, kính cảm ơn cô Sư Kim. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Thân Mai. Dạ. Nam mô Sơn Kha. Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Sạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Đại đức Tự Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà biết cô tu nữ. Như Pháp kính chào Thái An, kính chào Minh Quá Tha Ná, kính chào IQM đó, kính chào Arjun, kính chào Buôn Mỏ, kính chào cô Cẩm Vân, kính chào Tham Má Xuất Phá, kính chào Gió Thỏn, kính chào cô Tâm Phương, kính chào Nhà Sắc, kính chào cô Sô Kim, kính chào cô Trần Đạo. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức và Như Pháp, kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho Như Pháp bài học. Dạ, con xin được trả bài cao khúc quốc kinh số 3. Atkapchit mang awati mang achinik mang aha sime ye chất tăng u bạc này hành tích quê răng tê sang nó sang mát tích. Atkapchit mang awati mang achinik mang aha si mê dê chất tăng u ma này hành ti quê răng tệ sẵn nó sẵn mát tí. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, mến chào Pháp Nguồn Đầu Cai, Pháp Nguồn Đầu Tai chuẩn bị tai nha, để ôn bài. À, cọc chi măng, à quả thi măng, à chi ni măng, à si mê. Về trả thân u bà này hành ti, về răng tê sân là xong. Ma ti a cọc chi măng a quả thi măng a chi ni măng a si mê. Về chả thăng u bà này hành ti quệ răng tê săn là sầm ma ti. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm mắt niệm này, lửa phiền thiêu đốt, tháng ngày chẳng nguôi. Và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ. Như Pháp mời cô Pháp Hùng Lào Cai. Sư thú cô tu nữ Như Pháp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp, cô Dạng Đông, cô Trần Đạo, cô Sô Kim cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Cảm ơn chú Quách Thăm Má cho bài. Con xin phép được đọc và ôn bài Câu Pháp Cú số 3. Dạ, cảm ơn chú Quách Thăm Má. Cần kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Lời Quang Lâm và Đạo Tràng. A cốc chi măng a wa thi măng a chi ni măng a hà si mê dê cha tăng u ba ba na ba này hàn ti
quê răng tê sang nã sâm mã ti a cốc chi măng a quá thi măng a chi ni măng a hà si mê dê cha tăng u pa này hàn ti quê răng tê sang nã sâm mã ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đắc. Con xin phép được kệ ạ. A cô chi măng, a qua thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Dê cha tăng u bà na ya hắn ti, quê răng tê sang na sâm ma ti. A cô chi măng, a qua thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Dê cha tăng u bà này hắn ti, quê răng tê sang nà sâm ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong. Dạ con xin kính mời bàn tay của vị kế tiếp ạ. Dạ. Sa thu, sa thu. Dạ sa thu, kính cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Dạ cảm ơn cô Giảng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cô Giảng Đông cho Như Pháp biết cứ có phải trong đạo tràng mình không còn người nào để lên kệ nữa không phải cô Giảng Đông. Dạ, ơn cô. Nam Mô Bích Hà. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa ban năm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã tiên phong ông bài Pháp Cú Kinh số và Như Pháp kính cảm ơn tất cả bạn tay quý vị đã đưa lên để ông bài ngày hôm nay. Dạ, hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy câu Pháp Cú Kinh số 4. Và con xin phép sư và đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên để sư trở vào dạy kinh Pháp Cú, nên con xin phép được thỉnh Pháp Sư bằng tiếng Bali hơi dài dòng một chút. Nhưng con nghĩ đây là cũng cái mở đầu rất là tốt đẹp. Nên Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha ni an thi qua răng a ya cha tha san te tha sat tap ba ra chap tha cha thi ca Đệ sê tu thâm măng a nu căm bi măng va chăng sa tham ma phê rim vi na yánh cha ca yăng sua tan cha văn thăng a vi thâm ma châm măng
A cờ ta danh tơ ta tư sát cha đăng răng bà bơ thà nay dê bà đi xa dâm mắt chê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lơ mọc đặng nhờ ánh sáng a cho hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi việc lòng mở đạo dạy đời nhậm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương về hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam giới thừa ân phổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu khúc của kinh số 4. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ thưa con kính nhân bích đến đại đức ạ. Dạ sa thú lành thay. Dạ nam mô à, xin kính lễ chư tăng đến thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng mến chào toàn thể các quý vị đang có mặt diễn đàn pháp cú kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho tiếp tín hiệu âm thanh. Dạ rất vui khi trở lại với chư tăng cùng với quý vị chúng học bộ kinh pháp cú trong tiểu bộ kinh. Đây là quyển kinh căn bản được dạy phổ biến ở khắp nơi, nhất là ở những nước Phật giáo. Và bộ kinh này tuy gồm những câu kệ ngôn xúc tích, à, quý vị quan hệ cho nó xíu. Alo, tôi đang bận anh. Tôi đang giảng. Dạ, quý vị có nghe âm thanh lại chưa ạ? Dạ, đây là bà bộ kinh được giảng dạy ngay cả ở Việt Nam chúng ta và được chuyển ngữ ra rất là nhiều thứ tiếng. Văn bản gốc tuy chỉ là những câu kệ ngôn được đúc kết ngắn gọn ở trong một cái ý tập nguy hại mà một người để tâm trong ngũ dục
đó kinh pháp cú một người cũng chuẩn chú bắt à xúc tích này à, trước khi đi vào buổi sinh hoạt à, chúng ta một lần nữa học lại bộ kinh pháp cú này à, tình đạt xin được có vài lời để nói thì ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn số 4, phẩm đầu tiên Yamaka Wagga, phẩm sông. Và chúng con xin kính là hạnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật tấm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeyami Sovakato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sanghang namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Giá một lần nữa chúng con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể các quý vị đang tham gia diễn đàn pháp cú kinh. Dạ ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 4, phẩm đầu tiên Yamaka Wagga, phẩm sông đối. Câu kệ ngôn có nội dung như sau: Mang Awati Mang Achini Mang Ahasime Yeja Tang Nupane Hanti Về răng tê su ba samati a có chi măng a wa thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng nu ba nay han ti Về răng tê su ba samati nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi không ôm hiềm hận ấy hận thù được tự nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi không ôm hiềm hận ấy hận thù được tự nguôi. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài In Đá Chanh Đá Chính Thân. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người ấy được lặng yên. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai không ấp ủ điều sự thù hận ở những người ấy lặng yên. Bản giới đức: nó cướp của tôi này khổ tôi mà lắm lời đắng cay. Người không ôm giữ niệm này lửa phiền chợt tắt khổ rầy tự thiêu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, theo chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số. A có chi măng a wa thi măng A chi ni măng a ha si me ye cha tăng nu pa ne han ti we rang te su pa samati. Câu đầu tiên: A có chi măng a wa thi măng có nghĩa là
là đã sỉ nhục, sỉ nhục măng, măng có nghĩa là tôi. Awatthi, awatthi đánh đập, awatthi đánh đập măng. Sime, achini măng aha sime. Cái từ nào trùng lập rồi thì khỏi cần, không cần ghi lại cô Nhật Quỳnh. Dạ. Achini măng aha sime. Câu thứ hai. Achini đã chiến thắng. Rõ hơn thì ở đây có cái nghĩa là đã chế ngự. Achini đã chế ngự. Măng có nghĩa là tôi. Ahasi đã tước đoạt. Ahasi đã tước đoạt. Mê của tôi. Mê của tôi. Ahasi đã tước đoạt mê của tôi. Câu thứ ba. Yetang nupanai hanti. Yetupanai hanti. Ye những ai. Ye những ai. Chá và tăng điều ấy. Tăng điều ấy đây là điều mà chữ tăng này nó đại diện cho những cái hành động ở phía trên. Sỉ nhục, đánh đập, tước đoạt, cướp của, tước đoạt, chiến thắng, chế ngự. Chữ tăng có hàm ý như vậy, điều ấy. Núpa này hành tí. Núpa này hành tí có nghĩa là không ôm ấp. Ná cộng với upa này hành tí có nghĩa là không có ôm ấp, không có không có cột tâm mình vào những cái điều đó, không có ôm ấp hay là không có cột, cột cái quan trái, cột vào những cái điều như trên, thì kết quả đó là quê răng tê su ba sammati, quê răng tê su ba sammati. Ná cộng với upa này hành tí nha cô nha. Nhưng mà tất cả là ná upa này hành tí. Quê răng có nghĩa là sự thù hận, sự hận thù. Quê răng, sự hận thù. Câu thứ tư. Tê su ba sam mát tí. Tê su ba sam mát tí. Tê su upa sammati tê su những người ấy. Upa sammati có nghĩa là được chấm dứt, được lặng yên,
được lặng yên. Tê su upasammati. Tê su là những người ấy, upasammati là được lặng yên. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 4 này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 4. A ko chi mang a wa thi mang a chi ni mang a ha si me ye tăng ye cha tăng nu ba nay han ti we rang te su ba samati. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù tự nguôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, đó là phần sơ lược ngữ vựng để chúng ta có một cái khái niệm. Đương nhiên thì trong cái phần sơ lược thì chúng ta chỉ đi thoáng qua về từ ngữ. Để đi sâu hơn về cái ý nghĩa thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên sự cũng như là cái phần chú giải, giải thích về cái câu kệ ngôn pháp cú số 4 này. Và trong cái phần duyên sự của câu kệ ngôn của số 4 này đó, thì chúng ta thấy rằng duyên sự trùng lập, hay nói cách khác là câu kệ ngôn số 3 và câu kệ ngôn số 4 có cùng một cái duyên sự về liên quan đến một cái vị xuất gia. Vị này tên là Tích Xá. Nhóm hai câu kệ ngôn pháp cú này liên quan đến vị tỳ kheo tên là Tích Xá, một cái vị tỳ kheo tên là Tích Xá. Thì chúng ta cũng được học về cái duyên sự này ở cái bài giảng trước. Tuy nhiên để cho đầy đủ thì chúng ta sẽ tóm tắt lại để cho cái bài học của chúng ta đầy đủ, cũng như là chúng ta nghe lại kính. Thưa quý vị, vị tỳ khưu Tích Xá xuất gia ở độ tuổi lão niên, khi mà lớn tuổi rồi nó mới đi xuất gia. Và cái vị này đó là xuất thân từ hoàng tộc ở một cái giai cấp được xem như là thượng lưu ở trong xã hội, ở giai cấp cao. Thì trong cái thời xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đó, giai cấp rất là quan trọng. Ở mỗi cái giai cấp có một cái định nghĩa và cái nhìn khác nhau, vị trí khác nhau ở trong xã hội, như là giai cấp bà la môn, giai cấp vua chúa, giai cấp thương nhân, thương gia và cái giai cấp nô lệ. Thì cái vị tỳ kheo Tích Xá này ở một cái giai cấp cao, hoàng tộc, tức là liên quan đến triều, trong liên quan đến hoàng gia, một cái giai cấp mà được nhiều người, tầng lớp trong xã hội kính nể. Và với cái lối sống, cách suy nghĩ của một người ở giai cấp cao đó, đi xuất gia nhưng mà chưa được bao lâu, thì cái tính cố hữu, cái tư duy cũng như là cái ngã mạn về cái giai cấp của mình đó, nó còn rất là nặng. Cái vị này xuất gia chưa được bao lâu, cũng chưa thành tựu một cái liễu ngộ được một cái phẩm hạnh nào hết. Cho nên đó là trước đây
ở giai cấp xã hội cao thượng lưu và giờ xuất gia được xem đó là người thân của Đức Phật, bởi vì Đức Phật cũng xuất thân từ hoàng gia. Thì với hai cái lý do này đó đã khiến cho cái vị tế xá này có những cái hành vi, có những cái tư tưởng, có những cái lời nói cống cao ngã mạn. Và một cái dịp nọ có những cái vị khách tăng từ xa ý kiến Đức Phật, và do là từ xa đi đến không có nắm được vị nào là trưởng lão, vị nào là mới xuất gia, chỉ nhìn nhận ở bên ngoài như là tuổi tác, như là vị trí ngồi. Cho nên khi mà các vị khách tăng về đến chùa đó để kiến Đức Phật, thì trước khi gặp Đức Phật đó, thì gặp một cái vị nhìn từ bên ngoài đón là một cái vị trưởng lão cao niên lạp trưởng, bởi vì đó là một cái vị xuất gia lớn tuổi và đang ngồi một cái vị trí trung tâm ở trong một cái sala. Thì như vậy thấy rằng chỉ có những vị trưởng lão mới ngồi những cái vị trí như vậy. Nghĩ như thế các vị đi đến hỏi thăm cũng như là xá chào. Nhưng khi phát hiện biết rằng cái vị này tuy rằng lớn tuổi vẻ ngoài như là một vị trưởng lão, tuy nhiên vị này thì là một vị mới xuất gia, thì theo luật đạo đó, cho dù là lớn tuổi có địa vị cao, khi xuất gia vào trong giáo pháp thì phải tính theo tuổi hạ. Vị xuất gia trước thì phải ngồi trên, phải ngồi trước. Cái vị xuất gia sau thì phải ngồi dưới, ngồi thấp. Và khi gặp những cái vị xuất gia sư huynh của mình đó thì phải chủ động để mà tiếp rước y bát, chủ động để mà đảnh lễ, chủ động để mà hỏi thăm. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại, khiến cho cái bầu không khí lúc bấy giờ nó trở nên căng thẳng. Thật sự thì giữa các vị xuất gia với nhau đó, cái điều này thì nó không có là vấn đề. Vị xuất gia trước, vị xuất gia sau, nó không phải là một cái phép bắt buộc. Tuy nhiên thì với cái sự là những vị khách tăng bắt bẻ ngài Tích Xá là xuất gia mới tu, nhưng mà tại sao lại ngồi những cái vị trí để cho người khác hiểu lầm? Với cái lời lẽ mà bắt tội như vậy, và vị tỳ kheo Tích Xá thì với cái tính của mình trước đây là một cái dòng dõi thượng lưu, và bây giờ được xuất gia nó là người thân quen với Đức Phật nữa, thì nghĩ rằng các vị khách tăng này xúc phạm mình, xúc phạm dòng dõi hoàng tộc, xúc phạm đến những người thân quyến của Đức Phật. Nè, dựa thế mà cái sự cống cao ngã mạn, cái sự bực dọc nó càng lớn. Thay vì đó là một cái người lớn tuổi đó, quý vị biết ngay cả thời điểm bây giờ những người mà có gia đình, có sự nghiệp, khi mà họ đến cái tuổi lão niên, nhìn nhận rằng mình không còn sức lực bao nhiêu, tuổi thọ bao nhiêu để mà tranh đua, đều buông trải với cuộc đời, rút về một nơi yên tịnh, đến chùa để mà nương náo tam bảo, để mà lo cái phần
những thời gian tuổi xế, xế chiều, mà gặp những tình cảnh các vị nhỏ xuất gia trước, hoặc là gặp những cái tình huống đó là bị bắt bẻ hay là bị la rầy ở trong cái việc đó là phận sự ở trong chùa, hay là học kinh học kệ, học lâu không thuộc, trả bài không thuộc, thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì cái vị mà xuất gia lớn tuổi đó cũng thấy lấy làm khó chịu. Tuy nhiên chỉ khó chịu nó chỉ thoáng qua thôi, bởi vì mình là người không có gia thế như là trong trường hợp của Ngài Tích Xá. Mình không phải là hoàng tộc xuất gia, không phải là người thân của Đức Phật, mà nó cụ thể hơn, tình huống thiết thực, thực tế hơn, đó là bà con huyết thống với là ông trụ trì. Mình là một người xa lạ đến nương náu thôi, thì cái tâm lý đó nó rất là nhẹ. Đặt trường hợp ngược lại, cái người lớn tuổi đó xuất gia là chú, là bác, là ông, là bà của cái vị trụ trì, là cái vị có cái uy tín nhất của ngôi chùa đó, và trong cái địa vị xã hội đó là thành công thành đạt, và ở cái giai cấp là lãnh đạo của một công ty, nhân viên thì hàng chục hàng trăm, có lần gặp bị rầy trong cái phận sự hay là học kinh học bài không, thì cái tâm lại mức khó chịu lại rất là cao. Cho nên người lớn tuổi xuất gia phải nói là rất là khó. Khó trong cái việc đó là hạ mình để mà học hỏi. Thì quay lại cái câu chuyện đó là vị Tỳ Kheo Tích Xá trong một cái lần như vậy đó, xét về tình huống á, không có cái gì để mà lấy làm khó chịu. Xét về tình huống thì không có cái gì làm, nhưng bởi vì cái tính tình kèm theo cái tình cái quan hệ, cái mối quan hệ của mình đó, thì cái vị Tỳ Kheo Tích Xá này cảm thấy là bị xúc phạm quá đáng. Dù gì mình cũng là hoàng thân quốc thích, mình cũng là hoàng tộc đi tu, dù gì đó mình cũng là người thân quen quyến thuộc với Đức Phật, mà các vị khách tăng này dám xúc phạm mình, làm gì làm Đức Phật cũng binh mình. Cho nên cái vị này tỏ vẻ đó là hết sức là khó chịu và đi mét Đức Phật. Thì khi mà trình lên Đức Phật đó, Đức Phật ngày thấu hiểu nguyên nhân, cũng như là sao cái vị Tỳ Kheo Tích Xá này khó chịu. Cho nên ngài dùng cái cách đó là ngài hỏi trắng đen rõ ràng lý do tại sao mà có cái cớ sự này. Thì khi qua những câu hỏi của Đức Phật á, thì cái vị Tỳ Kheo Tích Xá này trả lời hoàn toàn là lỗi của mình. Bởi vì nhỏ hạ mới tu mà ngồi trên cao, ngồi ở vị trí trung tâm, nhỏ hạ mới tu chào hỏi hay là đảnh lễ xá chào các cái vị tu trước, thì đó là lỗi. Thực sự ra nó không phải là cái tội, mà là cái lỗi ở trong cái phận sự của một vị xuất gia. Nhưng cái vị Tỳ Kheo Tích Xá, ngay cả Đức Phật ngài phân tích rõ ràng chi tiết cặn kẽ, nhưng mà cũng không có chấp nhận, vẫn dãy nảy muốn Đức Phật ngài binh mình để mà binh vực mình, để mà lấy lại cái sĩ diện cho mình. Thì Đức Phật mới giải thích, không chỉ đó là ở lúc này không, mà trong đời quá khứ đã chứ không như là làm đà. Thì cái câu chuyện quá khứ thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trong cái phần chú giải, phần chú giải.
cái việc đáng nói ở đây để chúng ta có nhiều cái thời gian để nói về cái câu câu để hướng về cái việc đó là rút cho mình một cái bài học từ những cái nhân vật xảy ra ở trong thời Đức Phật, và có Đức Phật Ngài chứng kiến, Ngài giảng dạy, và lấy cái bài học đó làm sao để ứng nghiệm ở trong cái đời sống của mình, thấy mình ở trong những cái nhân vật đó, và mình nghe, mình học được cái lời nhắc nhở đó thì mình sẽ tiến bộ. Ai của trong chúng ta thì cũng có những cái tính tình như Ngài Tý Xá mà thôi, nó có tế nhị hay là thô thiển mà thôi, chứ phàm phu đầy rẫy phiền não thì không thể nào không có. Như là khi chúng ta còn trẻ, ở những cái tuổi lứa tuổi học sinh, những cái tuổi cấp sách đến trường, những cái buồn phiền, giận hờn, những cái lời qua tiếng lại thì chúng ta giận thì có giận, nhưng mà nó không có bao lâu. Khi lập gia đình, có con, và đặc biệt là có cháu, tức là chúng ta đang ở vị trí là những bậc phụ huynh, những bậc nào rồi đó, thì khó chấp nhận cái sai của mình lắm. Nhiều khi nóng nảy, bực bội, vô cớ. Và khi bị chỉ trích hay là nói rằng cái việc làm của mình không đúng, thì bản thân là người ông, người bà càng lớn tuổi chừng nào thì khó chấp nhận cái sai của mình, cái lỗi của mình để mà sửa lắm. Bởi vì có nhiều cách đi diễn đạt, sĩ diện cũng có, mà cái ngã mạn cũng có. Ta đều thấy hình ảnh của mình ở trong cái trường hợp của Ngài Tý Xá mà thôi. Xá ảnh đó ân hạnh bằng mà chúng ta làm, đã tạo, đã làm những cái kiếp quá khứ, bây giờ chúng ta khó lòng nào để mà nhớ được, biết được cái quả hiện tại. Khiến chúng ta rơi vào những cái tình thế khó khăn bởi những cái hành động, những cái lời nói, những cái tư tưởng nó quen thối, và nó tạo thành một cái thường cận y. Và chính cái thường cận y này nó làm khổ mình. Lấy ví dụ, những cái thường cận y liên cái hành vi về thân, về cử chỉ, những cái hành vi liên quan đến cái lời nói mà có thể người khác nhận thấy được đó, thì phải nói rằng có những lúc chúng ta rất là dễ vui và chúng ta không thấy nó quan trọng. Và đặc biệt là những cái hành vi xấu, những cái thói quen chiêu ghẹo, những cái thói quen hành xử làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Khi người khác khó chịu, càng khó chịu chừng nào thì bản thân mình lại càng thích thú chừng đó. Quý vị có thử tưởng tượng cái việc làm sát sanh á. Chúng ta hiểu cái sát sanh đó là không có giết hại một cái chúng sanh khác. Nhưng có những cái người đó, họ thích hành hạ trước khi giết lại.
ở đây chúng ta chỉ giới hạn trong cái việc là giết con vật để mà ăn á, chứ chưa nói là con vật để mà ăn, để chế biến thức ăn, để làm no bụng, để làm bồi bổ dinh dưỡng. Nhưng có người á cũng giết con vật để mà ăn, để làm cái thức ăn bồi bổ dinh dưỡng, mà trước khi giết á là thức hành hạ nó. Khi thấy con vật nó la, nó gào, nó vùng vẫy, càng dữ càng nào á, thì cái người đó lại thích thú chừng đấy. Thì đây là một cái hành vi phải nói rằng hết sức là nghiêm trọng, bởi vì phạm vào giới sát sanh đó là một cái điều tội rất là nặng rồi, mà trước khi làm như thế còn những cái lời nói thì sao? Trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn được cái lợi nhuận cao hay là thành công nhanh á, thì thường á sử dụng cái lời nói, nếu quá chân thật, nếu quá thật thà thì cái lợi nhuận á nó ít, và thậm chí đó là bị bỏ lỡ những cái cuộc đàm phán cũng như là những cái công việc tốt đẹp. Bởi cái cho nên nó đa phần những người buôn bán, làm ăn buôn bán đó, thì thường phạm vào cái để cho mình cái lợi nhuận cao bằng cách đó là quảng cáo quá mức, hoặc là thậm chí đó là dùng những cái lời lẽ để mà hạ bệ cái đối thủ cạnh tranh, hay là dùng lời lẽ ngon ngọt để mà lôi kéo những chủ đầu tư, những người tham gia cùng với mình. Nếu như là cái việc liên quan đến cái lợi nhuận thì cái điều đó còn tạm chấp nhận, bởi vì điều hướng về cái điều tốt, cuộc sống nó tốt hơn. Nhưng mà tệ hại hơn đó là dùng cái lời nói của mình để mà tranh đoạt, để mà hãm hại. Nếu chúng ta biết Phật pháp rồi, chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo rồi, thì cái điều quan trọng hơn hết đó là khi mình làm đó, không thể nào tránh khỏi trong cái việc buôn bán trao đổi ở trong cái cuộc sống xã hội. Nhưng mà biết Phật pháp rồi nó khác hơn là cái khi mình làm, khi mình nói, mình ý thức được cái lời nói này mức độ nghiêm trọng nó đến đâu, và mình biết rằng đó là cái lời nói, là cái lời nói ở trong một cái tình bắt buộc. Nếu như không có ở trong tình huống bắt buộc thì mình không có sử dụng những cái lời nói như thế. Đó là cái việc khác nhau giữa người biết đạo và người không biết đạo. Đó là cái ý thức. Chính cái ý thức này nó dần dần hướng mình về cái điều thiện, và dần dần nó sửa đổi cái tâm tâm. Làm tốt, nói tốt thì mình sẽ tránh đi, mình sẽ không làm những cái việc như xưa nữa. Đó là những người có ý thức. Còn những người không có ý thức trong cái lời nói, hành vi, làm sao để đạt được mục đích của mình thôi, không biết là nó mang hậu quả gì, thì phải nói rằng đó là rất khó để mà có được cái kết quả tốt đẹp, rất khó để mà cái người đó có thể cải thiện ở trong tương lai, hay hoặc nói khác hơn đó là vô phương cứu chữa. Người mà làm
Dạ alo alo, các vị còn nghe lại chưa ạ? Các vị có nghe lại chưa ạ? Dạ có thể là do rớt mạng. Dạ dạ cảm ơn các quý vị. Tình Đạt cố gắng để diễn đạt cho quý vị thấy rằng trong cái câu chuyện này, trong cái sự mà đánh đập, chửi rủa, mắng nhiếc hay là cướp đoạt hay là chế ngự, tức là chiến thắng người khác, chiến thắng mình đó, Tình Đạt cố gắng để diễn đạt cho thấy rằng những cái trường hợp cụ thể ở trong cái đời sống của mình, thì trong những cái trường hợp cụ thể đó, mỗi người sẽ thấy mình rơi vào những cái tình huống như thế, khó xử như thế, để cuối cùng chúng ta học một cái kinh nghiệm mà Đức Phật dạy. Bởi vì đây là những cái tình huống mà đã xảy ra, chắc chắn xảy ra và sẽ xảy ra ở trong cái cuộc sống của mình. Và dựa theo cái kinh nghiệm của mình đó, thì nó chỉ tạm thời lắng dịu, tạm thời được dàn xếp, chứ nó không có triệt để như là lời Đức Phật ngày dạy ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú này. Ở trong kệ ngôn pháp cú số 4 mà chúng ta học đó, mắng, đánh đập, chế ngự hay là tước đoạt, nó chỉ là những cái đại huống mà nó xảy ra đối với mình. Nó còn chi tiết cụ thể nhiều thứ mà không tỉnh táo thì mình rất là dễ bị vướng phải. Và cách thức để làm sao vượt qua Đức Phật ngày dạy, khi gặp những tình huống như thế thì cần phải tỉnh táo, cần phải lắng tâm, cần phải chế ngự, để ý thức một điều: nếu như mình rắp tâm để mà lưu ý, ghi nhớ, ôm hận, để ngay thời điểm đó mình tìm cách trả đũa, hoặc là sau này dùng cách để mà gây hấn, thì hoàn toàn là điều thất bại. Càng trả đũa, càng gây hấn, cho dù mình có thắng thế, chiếm được cái lợi nhuận cao, đối phương vì cái sự gây hấn của mình, ám hại của mình, họ bị thất bại, thua thiệt, nó cũng đương nhiên là do cái nghiệp mà họ đã tạo. Tuy nhiên bản thân mình lại vướng vào cái vòng xoáy của cái nghiệp, cái vòng luẩn quẩn của cái việc tạo tác, nhất là tạo tác cái điều xấu xa, và trong tương lai mình phải chịu những cái hậu quả gần như thế, và thậm chí đó là còn tệ hại hơn như thế. Đây là cái mấu chốt quan trọng để cho chúng ta áo ở trong mỗi cái tình huống. Đương nhiên thì có lúc được, có lúc không, nhưng mà tập nhiều lần, nhiều tình huống thì mình sẽ có được cái sự chuẩn bị nó sẵn hơn. Trong những lần đầu tiên mà chúng ta thực tập để mà ý thức được cái điều này đó, thì mất 5 đến 10 phút, hoặc thậm chí là có lúc chúng ta không có làm được. Nhưng mà dần dần thì chúng ta sẽ nhanh hơn, quân bình tâm lý của mình hơn, trong khoảng là 1 phút đến 2 phút. Thì lúc đó chúng ta sẽ sống được một cái cảm giác đó là an nhiên đối với cái việc đó là người khác tác động đến mình ở trong những cái tình huống xấu có thể xảy ra.
cái người mà sống an vui là những người có khả năng như thế. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó là những người không có ôm ấp, không có chấp vào những cái hành động như thế thì sẽ sống được một cái đời sống đó là an vui. Và cái hận thù, cái hiềm hận đó, nó tự nguôi. Nó tự nguôi ở đây không phải nhất thiết là giữa hai cái mối quan hệ hai người, mà cái hận thù tự nguôi đây là cái hận thù trong tâm của mình. Nó lắng xuống một cách mau lẹ, nó không theo mình đi về nhà, nó không theo mình lên cái giường ngủ. Và cái hận thù, cái sự khó chịu, cái sự quan trái đó, nó dừng lại ở cái nơi làm việc, ở cái nơi công sở. Và khi mà mình rời khỏi cái nơi đó, mình lại sống một cái trạng thái an vui. Đó là cái việc mà do mình ý thức, hiểu được, mình ngăn chặn được và không chấp vào những cái điều đó. Đây là một cái trạng thái không dễ gì đạt được nếu như không có cái sự tập luyện từ từng bước một. Thậm chí đó là, thưa quý vị, những cái tình huống không phải cần cái đối tượng mà là những cái môi trường xung quanh. Một cái người có cái sự mà hàm thụ trong cái việc tu tập đó, tâm của mình đó, thì đối với cái thời tiết nóng lạnh, đối với côn trùng, rắn rít, tiếng kêu, chim hót, với một người sống ở nội tâm bình thản đó, thì đối với cái môi trường xung quanh đó, không là vấn đề gì cả. Thậm chí cảnh vật thiên nhiên làm cho họ cảm thấy vui tươi, an nhàn. Ngược lại, cái người mà nội tâm không được tu dưỡng đó, tâm trạng vui á, thì mọi vật đều vui, nó bình thường. Nhưng mà tâm trạng xấu á, một cái tiếng quả lắc có đồng hồ, một cái tiếng máy quạt, hay là một cái tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũng làm cho mình bất an. Đó là một cái sự khác biệt giữa cái người có cái sự hàm dưỡng về cái sự tu tập và cái người không có. Đó là cái môi trường xung quanh thôi, không cần đối với là một cái đối tượng xuất hiện mắng mình, chửi mình, đánh đập mình, bức đọt. Nó liên quan đến cái một cái vấn đề về cái cuộc sống của mình, như là cơm áo gạo tiền, hay là công việc, hay là mối quan hệ, thì nó là một cái điểm rất là to tát. Tuy nhiên không phải là chúng ta không có thể chấp nhận và không thể nào vượt qua được. Chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những cái tâm lý xấu đó. Và cái điều đáng nói hơn, cái tình huống ở trong xã hội, trong cuộc sống của mình thì tránh cũng không được, muốn yên cũng không được, lúc nào cũng phải đối diện, bởi vì chúng ta sống cùng với cái xã hội mà, cùng với cái thế gian mà. Chúng ta không thể nào sống ngoài thế gian được, chúng ta không thể nào sống xa mọi người được. Thì để làm sao chúng ta có thể giảm bớt cái rủi ro gặp những cái tình huống như vậy nó xảy ra ở trong tương lai, trong đời này và trong những cái kiếp, trong những cái kiếp tương lai, thì đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì chúng ta hiểu rằng gieo duyên, gieo gió thì gặp bão, gieo nhân nào thì gặp quả đó.
Nếu như trong hiện tại ý thức được cái điều này, cố gắng gìn giữ thân khẩu ý của chúng ta, càng ít cái bất lợi cho người khác, càng ít gây bất lợi cho người khác, thì trong tương lai chúng ta sẽ ít có gặp những cái tình huống trớ trêu như vậy. Có những người cả đời sống rất là an vui, gặp là người tốt. Ta trong một cái gia đình trên dưới thuận hòa, cha mẹ hòa hợp, anh chị em thì thương yêu đùm bọc lẫn nhau, trong gia quyến thì người giúp đỡ khi cần thiết, mà khi đi học thì bạn bè cũng quý mến, khi đây làm việc thì sếp để cân nhắc, nhân viên mọi người đều có một cái mối quan tâm rất là thiện cảm. Đó là cái nhân mà một cái người có cái thân khẩu ý được khéo gìn giữ, trong cái hành vi cử chỉ, trong cái lời nói, trong cái tư tưởng được khéo gìn giữ, thì trong cuộc đời của họ đó, họ gặp nhiều cái quý nhân lắm, họ gặp nhiều cái tình huống thuận lợi, chứ không như là những người đã khó khăn, đã trở ngại từ trong bụng mẹ kìa, sinh ra đời thì lại gặp càng khó khăn, gia đình thì xào xáo, anh em thì tranh chấp, vân vân và vân vân. Thì hiểu được cái nguyên nhân như vậy, cái lý do như vậy, thì mỗi người sẽ có một cái thúc về cái bản thân mình, về cái thân khẩu ý của mình. Và khi mà đối diện những cái tình huống như thế đó, thì cái điều mà chú ý, đáng chú ý nhất ở trong cái câu kệ ngôn này đó là phải ý thức được cái việc làm, cho dù đó là cái việc làm thiện hay là cái việc làm xấu, chúng ta cần phải ý thức để ngăn ngừa những cái tình huống xấu xảy ra ở trong cái lặp lại như thế. Và bây giờ chúng ta không có nhiều hết thời gian để sinh hoạt rồi, để nói thêm một tí xíu đó là cái ôm ấp, cái hiềm hận ở trong mọi tình huống, như là trong câu kệ ngôn Pháp Cú đưa ra đó, được hiểu như là cái sự quan trái. Nếu như mà mình cứ quan trái ôm ấp mà không có cái lối thoát, không có cách để mà giải trừ, thì cái sự quan trái, cái sự ôm ấp này, nó là một cái niềm họa tiềm ẩn, rồi một ngày nào đó nó sẽ quay lại, nó làm hại mình. Không, trước khi làm hại người khác, nó là làm hại mình. Nó làm cho tâm hồn của mình bị hư thối, bị hư mọt, và không có một cái móng thiện nào có thể được phát triển ở trong một cái tâm hồn đầy rẫy cái sự quan trái, cái sự thù hận như thế. Hết sức là lưu ý cái việc này. Quan trái đầy rẫy ở trong tâm hồn thì không có một cái mầm móng thiện nào có thể phát sinh được. Đó là cái ý nghĩa mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ thêm về câu kệ ngôn Pháp Cú số 4 này, cũng như là qua cái duyên sự này. Bây giờ chúng ta đã hết thời gian sinh hoạt trên diễn đàn rồi. Và một lần nữa chúng con xin được tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn, cũng như là các cái buổi sinh hoạt Phật Pháp ở trên Pau Talk. Và Nam Mô Bụt Tha Giá. Bây giờ xin mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn để chúng ta kết thúc. Và Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh thường tọa Minh Hạnh.
chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mất đến tuần tọa minh hạnh. Bà-wa-ta-sa-ma-ng-ga-lang-ra-khan-tu-sa-pa-de-wa-ta-sa-pa-bu-ta-nu-pha-wa-na-sa-da-sa-thi-wa-wa-tu-sa-pa-ma-ng-ga-lang-ra-khan-tu-sa-pa-de-wa-ta-sa-pa-tham-ma-nu-pha-wa-na-sa-da-sa-thi-wa-wa-tu-te. Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp.